Nhắc đến Hương Thủy là nhắc đến nữ ca sĩ hiền dịu, hội tụ cả thanh lẫn sắc, chất giọng ngọt ngào đặc trưng cùng những màn vũ đạo uyển chuyển không thua kém vũ công chuyên nghiệp. Với những người yêu mến dòng nhạc dân ca cải lương, hẳn cái tên Hương Thủy không hề xa lạ. Đặc biệt khi cô sang Mỹ và xuất hiện lần đầu vào năm 2004 trên một sân khấu hải ngoại, đã đưa tên tuổi của nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi. Khi mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, Mạnh Quỳnh là người đã giúp đỡ và luôn tạo điều kiện cho đàn em của mình. Mạnh Quỳnh và Hương Thủy thường cùng ca cải lương với nhau, trong ca nhạc cũng vậy, cả hai rất hiểu ý với nhau. Chính vì điều này mà khiến cho khán giả nhầm tưởng Hương Thủy là bà xã của Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, trong một lần phỏng vấn, Hương Thủy đã chia sẻ rằng, có hai lần tôi bị nhầm lẫn vậy rồi, nhớ lần đầu sang nước Úc, khi đó ai cũng biết Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hết. Và lại, vào thời điểm đó anh Quỳnh vừa mới kết hôn, nên khi gặp tôi và anh Quỳnh cùng ngồi ký đĩa, có khán giả đứng chống nạnh hỏi, Mạnh Quỳnh, tại sao anh cưới Hương Thủy, bỏ Phi Nhung? Anh Quỳnh bảo không phải như vậy, Hương Thủy không phải là vợ của anh đâu. Nhưng khán giả đó cứ nằng nặc, cớ mà sao cứ cãi với tôi vậy? Tôi nghĩ hai anh chị ấy là một cặp nổi tiếng, còn tôi chỉ là một đàn em nên khi hát chung với anh Mạnh Quỳnh cũng không thấy có gì áp lực cả. Được biết, Hương Thủy tên thật là Nguyễn Hương Thủy, sinh năm 1974 tại Cần Thơ và sau đó chuyển đến Vĩnh Long sinh sống. Trong thời thơ ấu, nữ ca sĩ được gửi vào sinh sống trong chùa và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Nhắc về một kỷ niệm đáng nhớ, Hương Thủy thường chia sẻ về chuyện từng trốn chùa để đi thi và xuất sắc đỗ á khoa vào trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mới bước chân vào con đường ca hát, Hương Thủy gặt hái được nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Năm 1995, cô gái Vĩnh Long xuất sắc giành được huy chương vàng, cuộc thi cải lương bông lúa vàng với bài Vọng Cổ Về Quê Ngoại. Năm 1998, cô tham gia nhóm Phù Sa. Đến năm 1999, Hương Thủy lần nữa giành giải nhất cuộc thi tiếng hát dân ca toàn quốc. Khi sự nghiệp ở Việt Nam ít nhiều được công nhận với loạt giải thưởng, Hương Thủy rời nhóm Phù Sa và sang Mỹ định cư vào năm 2003. Với tài năng ca hát thiên bẩm lại được đào tạo qua trường lớp, nên nữ ca sĩ nhanh chóng được khán giả hải ngoại yêu mến và trở thành một trong những ca sĩ trụ cột ở trung tâm ca nhạc hải ngoại. Cuộc sống của Hương Thủy ở trời Tây khá kín tiếng và điều này càng giúp cô chiếm được cảm tình của nhiều khán giả với lối sống nói không với scandal. Sau giờ hát, nữ ca sĩ dành thời gian chăm sóc gia đình. Ngoài sự nghiệp, Hương Thủy cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Cô thường xuyên đăng những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã trên trang cá nhân. Ngoài việc đi hát đều đặn, Hương Thủy còn mở nhà hàng ăn uống và cùng chồng quản lý. Hương Thủy và ông xã có với nhau một cậu con trai. Con trai nữ ca sĩ hiện đã lớn phỏng phao và rất điển trai. Những khoảnh khắc của cậu con trai dù chỉ là chụp lén, được Hương Thủy chia sẻ trên trang cá nhân, cũng khiến nhiều người chú ý bởi vẻ khôi ngô của cậu. Gần tuổi 50, Hương Thủy vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi nhan sắc trẻ đẹp, đậm chất Việt Nam. 18 năm sang Mỹ định cư, Hương Thủy được khen vẫn trẻ trung so với tuổi thật của nữ ca sĩ. Mỗi ngày, cô dậy sớm để đi bộ, tập yoga. Cô có cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước khi có gia đình hạnh phúc, nhà đẹp, xe sang. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Hương Thủy tại Mỹ? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.